Mình cài đặt sẵn cho chú Khương ở Hà Nội một con 8210, anh em cùng theo dõi nha. Thì mình cài cho chú lớn này. Anh em có nhu cầu mua sản phẩm này cho ông bà cha mẹ thì liên hệ mình nha. Mình có tất cả các loại máy. Mấy người già người ta thích xem danh sách này này. Đây. Đây là con 8210 trên thị trường đang bán là 1.590.000, hàng chính hãng. Và nếu anh em phải mua con điện thoại này mới giá là 300, 400 hoặc 700 thì nó là hàng tàu nha anh em. Đây, chữ nó như thế này. Chú Khương chú thích cái nút nó xa nhau này, dễ bấm này. Đó, dễ bấm này. Loa thì thôi rồi. Đây, loa thì thôi rồi. Cái dòng này loa nó trong mà nó mẻ to lắm nha anh em. Rồi, cháu cảm ơn chú Khương nhé. Rồi hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo của mình nhé. Anh em có nhu cầu sản phẩm Nokia nào cứ liên hệ mình. Mình có tất cả các dòng Nokia trên thị trường mình có hết nhé.